Hello, xin chào anh chị, lại là em Tâm đây, em Tâm chuyên viên tư vấn bất động sản khu vực Nha Trang Khánh Hòa. Chào mừng quý anh chị đã đến với kênh YouTube Nha Trang Nhà Đất của Tâm. Chiều hôm nay em đang ở tại thực địa ngay khu tái định cư Đất Lành của xã Vĩnh Thái, thuộc thành phố Nha Trang. Hôm nay em muốn giới thiệu tới quý cô chú anh chị căn nhà 2 tầng phía sau lưng em. Căn nhà 2 tầng này là bằng mây đúc luôn anh chị, đặc biệt là có 3 phòng ngủ, 2 toilet. Mây đúc 3 phòng ngủ là đã có toilet riêng cho mỗi phòng luôn. Rất là đẹp, đường ô tô hiện tại trước nhà là đường 5m hướng Tây. Diện tích là 63m2 với giá bán là 1.650.000.000. Thì em chia ra đơn giá là vừa nhà vừa đất là chỉ có tầm khoảng là 26 triệu cho 1m2 thôi. Rất là đẹp. Từ vị trí của em đang đứng đây cách ra ngay đường Phong Châu là chỉ tầm khoảng hơn 200m. Và cách về ngay trung tâm của thành phố Nha Trang của mình là tầm 4km đường ô tô thôi. Rất là đẹp. Để quý cô chú anh chị hình dung dễ hơn, em sẽ đi trực tiếp từ đường Phong Châu. Em chạy vào đây và tí em sẽ bay thêm vài hình ảnh là kèm trên cao để mình xem rõ hơn nha. Đây anh chị, hiện tại là em đang ở trên mặt tiền đường Phong Châu. Rồi, hướng này là hướng về Nha Trang anh chị à. Từ đây mà cách về trung tâm thành phố Nha Trang của mình là tầm 3.8-4km gì đó. Còn hướng thẳng đây của em là đi vào tỉnh Lộ 3, đi thông ra xã Suối Cát, cũng như là hướng đi về sân bay Cam Ranh và cũng như là vào Ủy ban Nhân dân xã Phước Đồng. Rồi, từ vị trí này cua về trong căn nhà là chỉ tầm 220m đường ô tô. Em bấm chính xác theo map là 220m đường ô tô. Khu vực này rất là nhiều đường thông. Mà em lựa cái đường lớn đi từ ngoài vào là để quý cô chú anh chị dễ hình dung hơn. Xung quanh khu vực này là anh chị cũng biết là khu tái định cư Đất Lành thì xây dựng tự do. Ở đây là có những nhà 3 tầng, 4 tầng. Đó. Đây là đường 5m. Em ở đây vào lúc là 6 giờ chiều. Rồi, từ đây cua qua rất là gần anh chị à. Từ lô căn nhà của mình ra đường tái định cư ra đường Phong Châu rất là gần. Rồi, đây là vị trí căn nhà ngày hôm nay em ta muốn giới thiệu tới quý cô chú anh chị đây. Đây anh chị, hiện tại là đây là mặt tiền đường rộng 5m. Hướng này là hồi nãy là em đi từ đường Phong Châu đi vào. Khu vực xung quanh là dân cư ở rất là nhiều rồi anh chị. Rồi, đây là vị trí, đây là căn nhà ngày hôm nay em Tâm muốn giới thiệu tới quý cô chú anh chị đây. 2 tầng rất là đẹp. Đó. Cửa là cửa bằng cửa kính cường lực nhôm Sinfa. Em xin nói sơ với anh chị nữa là lô đất mình nằm cạnh ngã ba, nằm cạnh cái ba là từ đây nè. Lô đất mình ngang 4.5m đúng không ạ? Anh chị nhìn ngang qua đây là nhìn ngang qua đây á, là xét bên đây là có nghĩa là lô đất nằm trên mặt tiền này, đường này là không bị lỗi, không bị đâm đường. Mình nằm gần ngay ngã ba đây. Ngay khu dân cư ở rất là nhiều. Đó, lô đất mình là không bị đâm đường nha anh chị. Và cái thứ hai là đây. Lô đất mình là nằm bên hướng cái đường dây điện, nhưng mà gia chủ là xây là để thiết kế là có những cái dây á, là để chắn ngang dây điện như thế này rồi. Nên là gần dây điện nhưng mà mình cũng không ảnh hưởng gì hết. Đó, chắn ngang như thế này. Căn nhà này thì có kết cấu 3 phòng ngủ, 2 toilet, 1 phòng khách, có giếng trời luôn. Đây anh chị, đây là phòng khách nè. Anh chị thấy là phòng khách là có máy điều hòa luôn. Máy hút không khí trong nhà, máy điều hòa luôn. Rất là tuyệt vời. Cửa là bằng cửa kính cường lực. Đó. Rồi, tiếp vào đầu tiên sẽ là phòng khách. Thì hôm vừa rồi mới xây nhà xong cúng cho nên là còn để bình hoa đó thôi anh chị à, chứ không ảnh hưởng gì cả. Đây là không gian là để phòng khách nè. Anh chị thấy là cũng đã chừa sẵn hệ thống dây để mình có thể là lắp wifi này, hoặc là mình lắp rồi mình lắp tivi vào khu vực này cũng rất là tuyệt vời. Ngang 4.5m. Anh chị nằm có ô tô là mình có thể, tại vì phía trước là đất trống nhiều, mình có thể để ô tô ngoài trước, hoặc là mình thiết kế cái dốc á, mình cho ô tô vào trong nhà cũng rất là tuyệt vời. Ngang 4.5m cho nên là ô tô vào cũng rất là thoải mái. Tiếp đến đây là không gian của phòng bếp. Đây là không gian của phòng bếp anh chị. Nhà là mới xây rất là mới luôn, còn sơn rồi luôn anh chị. Rồi, đây là không gian của nhà bếp. Ở dưới đây là mình chưa làm những cánh cửa, ví dụ như anh chị nào mà mình có thể làm thêm những cái cánh cửa để mình để bếp ga nè, mình để chén đĩa ở bên phía trong cũng rất là gọn.
Đây là bằng đá đá granite nhân tạo nè, đá granite nhân tạo màu đen. Rồi đây là bồn rửa chén, rửa rau luôn nè anh chị. Đó, đó là đẹp. Đó, mình vào ở đây là mình lắp thêm mấy cái kính, mấy cái cửa ở dưới á, để mình làm thành một cái nhà kho nhỏ nhỏ, hoặc là để mình chứa cái đồ phụ kiện của nhà bếp ở trong khu vực này rất là đẹp. Đây là lan can. Lan can cầu thang là bằng viền gỗ và ở dưới là bằng kính cường lực, nhìn rất là sang trọng anh chị. À, dưới đây. Rồi, dưới đây là đi vào là mình sẽ có là một nhà bếp, một toilet và một phòng ngủ phía bên dưới. Đối với cô chú anh chị nào lớn tuổi á, thì mình ở phòng ngủ phía dưới này cũng rất là tuyệt vời. Đặc biệt toilet anh chị thấy là được ốp gạch men rất là sạch và chừa sẵn cái dây để mình lắp máy hệ thống nước máy nước nóng nước lạnh vào luôn. Đó, mới rất là đẹp. Là bô bô. Rồi, có nước đầy đủ, điện nước đầy đủ anh chị. Và đây là một phòng ngủ phía bên dưới. Đây là phòng ngủ phía bên dưới anh chị. Đây, phòng ngủ phía bên dưới. Phòng ngủ này là có hệ thống đèn ốp trần thạch cao luôn. Và đặc biệt là cũng như em đã nói á, ba cái phòng ngủ là để đều có là máy lạnh riêng biệt luôn. Đó, ốp trần thạch cao, có một cửa sổ để lấy gió tự nhiên. Đây, máy lạnh mới luôn anh chị. Rất là tuyệt vời đúng không ạ? Rồi, em sẽ đi lên không gian tầng 2. Đó, cửa là lan can bằng gỗ này, lan can bằng gỗ kính cường lực. Cầu thang là mới hết. Được ốp đá đen cho nên nhìn rất là sang trọng. Căn nhà này thì nhà cả hai thế hệ ở vẫn được anh chị à. Đó, bởi vì rất là rộng, tới 3 phòng ngủ. Cô chú anh chị nào lớn tuổi á, mà ngại vấn đề xây nhà á, thì căn nhà này rất là tuyệt vời. Bởi vì có sẵn phòng ngủ phía dưới luôn. Đây, phía trên này là cũng có giếng trời này. Hiện tại là em đang ở đây vào lúc em đang ở đây là 6 giờ kém 15 chiều. Hồi sáng giờ là em cũng đi Khánh Vĩnh á, giờ về tới đây thì em quay review căn này cho anh chị xem. Đó, đây là cái giếng trời anh chị à. Giếng trời. Trên đây là tầng thứ hai á, là sẽ có là hai phòng ngủ, một phòng thờ. Đây là phòng ngủ thứ hai. Phòng nào là cũng có máy lạnh hết anh chị. Đây. Đây là phòng ngủ thứ hai. Có máy lạnh luôn. Và bên hông á, là gia chủ thiết kế có sẵn cái cánh cửa sổ cho thoáng để mình lấy gió trời và cho nó mát á. Rồi, và đây là toilet của tầng 2 anh chị, thì cũng như là tầng 1 á, là được ốp gạch màu xám. Cái này là hiện tại là bóng đèn bình thường nè, do cái điện thoại của em với lại cái ánh đèn đèn led á, nó hơi ló thôi, chứ còn hệ thống điện là bình thường hết. Đó, toilet của tầng 2. Do cái điện thoại mà ánh cái đèn led nhìn nó hơi ló. Rồi ở chỗ không gian cầu thang á, là gia chủ thiết kế rất là kỹ. Ở đây anh chị thấy là có một cái hệ thống vòi để làm lắp máy giặt. Đó. Thì mình lắp máy giặt và mình phơi đồ ở đây thì có giếng trời ở bên hông á, nó sẽ làm khô đồ luôn. Đó, có sẵn hệ thống ống nước để thoát xuống này và có sẵn dây điện luôn. Rồi, tiếp tới đây là phòng ngủ thứ ba anh chị. Đây là phòng ngủ thứ ba. Phòng ngủ thứ ba đây là cũng có một cái máy lạnh này. Đó, máy lạnh luôn. Ngồi máy lạnh là cũng sẽ có cửa để thoáng gió. Căn nhà này vào rất là thông thoáng luôn chị à, rất là đẹp. Đối với căn nhà này anh chị chỉ vào đêm vào là ở thôi, sẵn ba cái máy lạnh rồi. Đây là không gian phòng thờ phía trước. Đây, không gian phòng thờ phía trước. Đó, em bật điện cho sáng. Cái đèn nhà là đèn led đó, cho nên khi ló qua điện thoại thì nhìn hơi lắc khó chịu tí. Rồi. Đây là ban công để lấy gió qua. Phía trước phòng thờ là cửa sổ rất là mát. Bên hông này là cũng có ban công để lấy gió luôn rồi. Đó, để em mở ra em quay luôn. Rồi, rất là mát luôn anh chị ạ. Đó,
nhìn từ trên cao xuống này. Đó, chỗ vị trí chiếc xe của em. Bên hông đây là khu dân cư, ở đây là cũng rất là nhiều nhà có ô tô rồi anh chị. Dạ, đó. Xung quanh là khu dân cư ở rất là nhiều. Đó, đây là toàn cảnh quan về ngôi nhà. Rồi, để em sẽ bay thêm vài hình ảnh live cam trên cao đó, để quý cô chú anh chị mình có thể xem tổng quát hơn về toàn thể khu vực tái định cư đất làng này được dễ hơn nha. Rồi, với góc bay live cam này á, em sẽ bay bán kính một vòng quanh căn nhà để quý cô chú anh chị hình dung thêm về căn nhà và cũng như là khu dân cư xung quanh vị trí căn nhà mình như thế nào. Xung quanh đây là có rất là nhiều nhà cao tầng anh chị à. Phía sau là các căn nhà 3 tầng nè. Đó, khu vực rất là nhiều nhà cao tầng. Và căn nhà, vị trí căn nhà của mình là có rất là nhiều đường thông. Đó, anh chị thấy nhìn từ trên cao xuống là có những cái đường thông nè. Trước sau là đất sạch đẹp, không bị lỗi gì cả. Xung quanh là khu dân cư ở rất là nhiều. Đó, anh chị thấy đường thông như bàn cờ vậy đó. Cho nên là anh chị nào có nhà có ô tô thì ở đây cũng rất là tiện. Xe đồ quay đầu là chạy vòng vòng thoải mái luôn. À, đây là toàn thể khu dân cư của tái định cư Đất Lành anh chị. Nhà ở rất là nhiều. Với góc bay này thì để giúp quý cô chú anh chị hình dung tổng thể về căn nhà được dễ hơn. Đây anh chị, với góc bay live cam này á, em sẽ bay từ vị trí căn nhà và bay ra ngoài khu tái định cư Đất Lành để quý cô chú anh chị mình cảm quan toàn thể về khu vực này được dễ hơn. Ở bên dưới của em đó là đường 5m và đường song song cắt ngang phía dưới á, đó là đường 13m. Đó, con đường 13m này là song song với đường Phong Châu anh chị. Đường Phong Châu là con đường lớn nhất, rộng nhất của tái định cư Đất Lành. Mặt tiền đường Phong Châu là rộng 22,5m. Đó, xung quanh là anh chị thấy là khu dân cư ở rất là nhiều, có nhiều nhà cao tầng rất là đẹp. Rồi, hướng đi phải và căn nhà hướng đi phải là vào tỉnh Lộ 3, vào Ủy ban Nhân dân xã Phước Đồng và vào đi vào sân bay Cam Ranh. Rồi, hướng bên trái này là hướng để đi về thành phố Nha Trang nè anh chị à. Đây, em đang ở đường phía dưới chính là mặt tiền đường Phong Châu. Nhìn từ góc bay này thì anh chị cũng dễ dàng hình dung được toàn thể về khu tái định cư Đất Lành. Hai bên là nhà cửa ở rất là nhiều rồi anh chị à. Đó, rất là đẹp. Hai bên là dân cư ở rất là nhiều, nhộn nhịp, kinh doanh hàng ăn này, rồi ở phía dưới là có quán cà phê, rồi quán ăn uống, rồi chợ khu vực này luôn. Rồi tới đoạn này là mình rẽ trái là đi vào hướng đi vào trung tâm thành phố Nha Trang. Đó, như anh chị thấy như anh chị thấy là bên phải á, căn nhà mà có nóc đỏ đó là nhà thôn văn hóa của thôn Đất Lành. Nhà văn hóa thôn Đất Lành của xã Vĩnh Thái. Rồi bên trái là anh chị thấy phía dưới á, căn nhà mà góc vuông vuông á. Đó, căn nhà góc vuông vuông bên góc trái của em á, đó chính là nhà mẫu giáo, trường mẫu giáo của tái định cư Đất Lành. Đó là trường mẫu giáo của tái định cư Đất Lành. Rồi trường tiểu học xe rộng rộng đó là trường tiểu học anh chị. Đó nãy giờ thì em cũng đã bay review xung quanh và cũng như là bay vài hình ảnh là cam trên cao á, tổng thể căn nhà luôn, thì ít nhiều quý cô chú anh chị cũng đã hình dung được vẻ đẹp mà căn nhà ngày hôm nay em ta muốn giới thiệu tới quý cô chú anh chị rồi đúng mà. Với 1.650.000.000 cho căn nhà 2 tầng, mê đúc, 3 phòng ngủ, có máy lạnh riêng luôn, có giếng trời luôn. Nhà là quý cô chú anh chị là có ô tô là mình vẫn ở được căn nhà này luôn thì cũng rất là tuyệt vời. Đặc biệt là di chuyển vào trung tâm thành phố Nha Trang cũng rất là gần. Chỉ với 1.650.000.000 giá vẫn còn bất lọc, pháp lý sổ hồng đầy đủ. Đó, rất là tuyệt vời đúng không ạ? Quý cô chú anh chị nào mà có quan tâm tới căn nhà này thì hãy gọi cho Tâm với số điện thoại là 0899 0339. Em Tâm xin mời anh chị đi xem nhà thực tế và cũng như là hỗ trợ tư vấn pháp lý cho anh chị. Nếu anh chị quan tâm đến sản phẩm này à, Tâm biết ơn quý anh chị đã dành thời gian theo dõi đoạn clip của Tâm.
Tâm mến chúc quý anh chị luôn nhiều niềm vui, luôn nhiều sức khỏe và đặc biệt luôn thành công trong những thương vụ đầu tư của mình. Tâm mến quý tất cả mọi người.